New Zealand mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga về cuộc xâm lược Ukraine. Chính phủ New Zealand cho biết vào hôm thứ Hai, họ sẽ ban hành luật cho phép nước này áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga sau cuộc xâm lược Ukraine. Khi được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên New Zealand áp dụng các biện pháp trừng phạt riêng lẻ đối với một quốc gia. Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết các lệnh trừng phạt sẽ mang lại cho nước này khả năng đóng băng tài sản của Nga ở New Zealand, ngăn người dân và các công ty chuyển tiền và tài sản của họ đến đây để thoát khỏi các lệnh trừng phạt do các nước khác áp đặt, đồng thời ngăn các siêu du thuyền, tàu và máy bay xâm nhập vào vùng biển hoặc vùng trời của đất nước. Nga gọi các hành động của họ ở Ukraine là một hoạt động đặc biệt. New Zealand trước đây chỉ có thể thực hiện các biện pháp trừng phạt khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an sẽ không thể áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga vì Nga có quyền phủ quyết và các lệnh trừng phạt đó.